Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua một sóng lạnh nhỏ lại tăng cường xuống nước ta. Lúc này Bắc Bộ khá nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác. Toàn vùng vẫn ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt từ 16 đến 19 độ, riêng vùng núi có nơi thấp hơn. Dự báo trong ngày hôm nay khối khí lạnh sẽ suy yếu nhanh. Trong sáng nay Bắc Bộ giảm mưa, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Sau đó đến trưa và chiều trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ trưa chiều nay ở Bắc Bộ phổ biến từ 22 đến 24 độ. Ở miền Trung, dưới tác động của gió Đông Bắc tương tác với địa hình, nên từ đêm qua, mưa đã tăng hơn. Trong ngày hôm nay, từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, dù lượng mưa chỉ từ 5 đến 10mm, nhưng nó vẫn khiến cho nền nhiệt ở miền Trung không cao. Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa vẫn duy trì trời rét, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng 21 đến 23 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Định nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn 28 đến 31 độ. Dự báo Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng mạnh cả ngày. Tại Nam Bộ nhiệt độ trưa chiều nay sẽ phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Cục bộ ở miền Đông có nắng nóng với mức nhiệt đạt ở ngưỡng 35 độ. Còn ở Tây Nguyên thời tiết mát mẻ hơn, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Trên biển, hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.